Cửa hàng Auto Minh Nguyễn xin kính chào khách trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 1 tháng 2 năm 2023. Là đầu xuân năm mới thì bên em xin chúc toàn thể các bác đang theo dõi kênh một năm mới sức khỏe, an khang, phát tài phát lộc. Thì hôm nay bên em giới thiệu cho bác một dòng đầy sản phẩm 4 kênh gồm hai mã nha các bác nhé. Hôm nay em về một dòng mã Cornetti. Đấy. Đây là ở đây nó ghi là Carnage đấy, nhưng mà nói chung là G với Y thì nó là cũng đều là như một thôi nha các bác nhá. Đấy, nó nhưng mà nó, dòng này nó sẽ cao cấp hơn là dòng Carnage TD. Đấy. Nói chung là dòng này thì một dòng hãng thương hiệu của Sonata với công suất chuẩn của nó là công suất là 600W trên một kênh. Về độ tiếng thì con này rất là hay, con này đánh tiếng của nó giải trung với giải cao rất là sắc nét, đấy, chi tiết. Những cái dòng mạch đầy cao thì nó sẽ lợi về giải trung và giải cao, còn cái giải mát thì nó sẽ không bằng được cái dòng mạch Cornetti H đời cũ các bác nhá. Đấy. Nhưng mà đa phần thì bây giờ các bác chơi thì gia đình thì kiểu gì nhà cũng phải chơi súp rồi, nên là những cái dòng mạch Cornetti TD trở lên là các bác chơi thì rất là phù hợp khi kết hợp với lại cả quả súp nữa. Đấy. Nếu muốn hay thì kiểu gì đó, bộ karaoke dàn âm thanh phải có những cái quả súp, quả trầm thì nó để đánh tiếng nó mới sâu được. Đấy. Đây thì em sẽ giới thiệu qua các bác, đây là dòng mạch Tradi. Về máy và móc tất cả còn nguyên bản các bác nhá. Nguyên bản đẹp, zin. Chưa gọi là đụng chạm sửa chữa một tí gì các bác nhá. Đấy. Dòng này thì cũng được khá là nhiều anh em trên thị trường đã bán cái dòng này rồi, và hàng này nó là hàng hãng chuẩn của hãng Sonada, nhà máy gọi là công ty gọi chuẩn chứ không phải những hàng trôi nổi, hàng tên tuổi gọi anh em gọi là tự đặt tự làm ra. Đấy, một hãng cực kỳ là nổi tiếng và tem mác đây nha các bác nhá. Đây những cái tem ở đây là tem nhà sản xuất ở bên kia, thì em khi em tháo ra em vệ sinh nó sẽ bị mất cái tem này. Đấy. Ở dưới nó sẽ có cái tem mã QR. Đấy, và mỗi một con nó đều có một cái thông số. Đấy. Ở sau đít. Đấy các bác nhá. Con này thì nó đánh brai, đánh được xuống cả 2 đến 2 ôm nữa. Đấy, hãng thương hiệu Sonada đây. Tất cả đẹp zin nguyên bản hết cho các bác. Đấy. Dòng này thì các bác đánh yên tâm là không là sợ bị nóng máy. Từ mạch Cornetti TD trở nên, chỉ những dòng mạch Cornetti H thôi thì các bác đánh chơi máy nó hay bị nóng. Riêng dòng này các bác chơi cực kỳ là yên tâm, máy rất là lành, hồn xuyến các bác nhá. Đấy. Tí thì em sẽ quay cả hai con xong em báo giá các bác từng con một. Đây, sang một con dòng này là mạch Cornetti H đời cao các bác nhá. Đấy, mạch Cornetti H nó có hai loại, một loại là đời gọi là nó chạy sò sọc sọc hai bên. Đấy, có nghĩa là hai cái tản nhiệt của nó hai bên. Nhưng mà dòng này là dòng mạch Cornetti H đời cao, cao cấp hơn nha các bác nhá. Thì nó là nguồn lạch. Đấy, nó là cũng là dòng hai vỉ nha các bác nhá. Nhưng mà hai vỉ nhưng con này nó chạy cả sò MOSFET nha các bác nhá. Vừa sò than này, sò là gì này. Đấy, và vừa sò MOSFET. Đấy, đây là những con MOSFET nha các bác nhá. Đấy. Và con này thì máy của nó cũng rất là đẹp, rất là chất. Con này được sản xuất hình như 2014 thì phải. 2014 hay là 2015 đấy. 2014 nhé các bác nhá. Con này được sản xuất 2014. Đấy. 2014 mà các bác nhìn những cái linh kiện của nó còn rất là đẹp như này. Tụ của nó phẳng lì nhá các bác nhá. Tụ zin nguyên bản, tất cả là nguyên bản hết. Đi theo nhà máy sản xuất hết nhá các bác nhá. Đấy, chứ còn không về là chúng em là chỉ có vệ sinh thôi. Qua để chúng em quay lên để giới thiệu cho các bác thôi, chứ còn tất cả là đẹp zin hết. Đấy. Và các bác nhìn những linh kiện này xem. Dòng này tất cả linh kiện nó đều là linh kiện cắm hết nha các bác nhá. Đấy, đều là linh kiện cắm hết vì là dòng mạch Cornetti H. Đấy, Cornetti H đời cao. Đấy. Nó chạy cả sò MOSFET, những cái con mà Cornetti H đời thấp ấy, thanh tản nhiệt ấy thì có những dòng đấy nó không chạy bằng MOSFET. Đấy, và nó chạy bằng bù áp. Mà những dòng này nó chạy cả MOSFET, những cái con đèn MOSFET ấy, nó bé nhưng mà rất là khỏe luôn. Đấy, tất cả là nguyên bản hết, tất cả còn keo zin. Đấy. Đấy, tụ đẹp. Đấy, keo kiếc nguyên bản nha các bác nhá. Đấy, các bác nhìn chưa?
sửa chữa thì cái keo là nó vỡ keo, nhấc keo lên đấy là đã có qua gọi là đụng chạm sửa chữa. Đấy. Ở đây những cái thông số gọi là mã ở những cái main. Đấy. Đấy, để coi nhá. Đấy. Con này thì là vỉ trên, vỉ dưới chạy hai main. Đấy. Và đây là những cái con sò bù ác. Đấy, bù ác. Đó nhá. Đấy. Mỗi con nó sẽ còn 4 con sò bù ác nữa. Đấy. Máy này thì thật sự các bác là rất là lành luôn. Đấy, các bác vệ sinh cực kỳ là dễ. Đây là đằng sau đít của nó đây sẽ có tín hiệu, nó sẽ có 4 đường vào cho các bác nhá. 4 đường vào. Đấy. 4 đường vào và đây nó có sẽ có cả chế độ các bác đánh ví dụ như cắm 2 đường thôi. Nhưng các bác nhá, cắm 2 đường tín hiệu vào nhưng mà nó ra được 4 đường thì các bác ấn cái nút vào. Đấy, còn không các bác nhả nó là đánh chế độ sitter. Các bác nhá, sitter thì đấy nhả nó thì cắm phải 4 đường tín hiệu vào thì nó mới ra được 4 đường. Đấy. Và tín hiệu con này thì nó ra bằng cái rắc này các bác nhá. Đấy. Đấy, rắc này thì nó sẽ có ký hiệu từ cộng này trừ này, đấy. Cộng là dương trừ là âm. Đấy. Kênh B thì nó là cộng trừ, kênh A cộng trừ. Đấy thì các bác khi các bác cắm ở đây thì các bác đấu cho nó đúng nhá, sợ nó bị lệch pha là khi các bác vặn lên là nó không có tiếng bát đâu, tiếng bát nó sẽ nhỏ đi. Đấy, cộng này trừ này, cộng trừ. Đấy các bác này. Đấy cứ tháo là các bác xem này là các bác đấu rất là dễ luôn, vặn con ốc trên này ra. Đấy, vặn cho tô vít bút thử điện đấy, vặn con ốc ra. Xong rồi chọc cái dây điện vào cái nỗ này xong rồi xoắn chặt là được nha các bác nhá. Đấy. Điện 220. Đấy. Tất cả dây nguồn cái còn zin hết. Nói chung là máy cam kết cho các bác là máy zin nguyên bản, chưa đụng chạm sửa chữa gì cả nha các bác nhá. Đấy, hoạt động hoàn hảo luôn, mặt mũi đẹp nha các bác nhá. Đấy, sau đây thì em xin báo giá luôn để cho các bác được biết về hai mã đẩy này của em. À, một con này thì bên em đầu xuân năm mới thì cũng để cho các bác một cái giá rất là ưu ái. Đấy, với một chiếc máy siêu chất nha các bác nhá, siêu bền. Đấy. Là 6.300.000 nha các bác nhá, 6.300.000. Đấy. 6.300.000. Đấy, con đẩy 4 kênh. Mặt mũi gọi là đẹp, gọi là sáng bóng luôn. Đấy. Cái này là chưa gọi là lau dầu bóng đâu nha các bác nhá. Đấy, chỉ gọi là quét, gọi là lau rỉa, gọi là khô qua thôi. Đấy, các bác nhá. Mà còn đẹp như thế này. Đấy. 6.300.000, con đẩy 4 kênh. Đấy. Phù hợp cho các bác nào đánh 2 đô full 30 hoặc 2 đô full 40. Đấy, côn 576 các bác đánh thoải mái. Và con này như vậy. Với chiếc con công suất như này, con này cũng đánh 2 full 30 hoặc 2 đôi full 40, côn 576 là các bác đánh thoải mái. Hoặc là một quả súp nhá, một kênh thì các bác có thể đánh một quả súp 40. Đấy. Hoặc là 50 là các bác cũng đánh cũng vô tư luôn nha các bác nhá. Vì súp nó không có phân tần đánh trực tiếp nên là nó cũng rất là ok. Đấy. Đây con này em xin sẽ báo giá luôn cho các bác, con này thì giá nó hơi cao vì nó là dòng mạch đẩy cao. Con này giá bên em nó bán là 7.500.000, giá gọi là đầu xuân năm mới. Các bác là chuyển hết, chuyển khoản hết thì bên em sẽ bao ship cho các bác nhá. Còn các bác đặt cọc thì bên các bác đã chịu tiền ship. Đấy thôi thì video này thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và ghé qua kênh Audio Minh Nguyễn. Và bên em còn nhiều những cái loại mặt hàng để cho các bác lựa chọn, đẩy 2 kênh, 3 kênh rất là nhiều thì em sẽ lên những cái video sau để cho các bác được biết. Và các bác nào mà cần liên hệ đặt hàng thì điện thoại trực tiếp vào số điện thoại 0985778338 và 0937348356. Bác nào ở gần qua trực tiếp cửa hàng số 247C đường Ngô Quyền, phường An Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Và số điện thoại của em cũng là số Zalo và số Facebook. Đấy thì sau đây em xin chào và chúc toàn thể các bác một năm mới mạnh khỏe, an khang, phát tài, phát lộc. Và bác nào yêu quý kênh hãy để lại cho em một vài dấu này, nhớ đăng ký để tiện theo dõi những video, những mặt hàng mới nhất ở bên em được cập nhật hàng ngày cho các bác. Sau đây xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo ạ.